Nha. Có mi đâu mi gì mực. Bốn ca khúc được trích từ album mang tựa đề I Thought You So của nam nghệ sĩ lừng danh Randy Travis. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, các nhạc nhẹ quốc tế của Đài Hà Nội sẽ giới thiệu.
Vâng.
Thank you.
tiên khủng nhỉ. Mm-hmm.